hợp tác với Toàn Đình Lưu nhưng Cung Tuấn vẫn khó bạo. Kể từ sau khi nổi tiếng với Sơn Hà Lệnh, thì sự nghiệp của Cung Tuấn một đường đi lên, anh vào đoàn phim liên tục và nắm trong tay nhiều tài nguyên thương vụ, khiến biết bao người ghen tị. Trong số những bộ phim mà Cung Tuấn quay trong hơn một năm qua, thì An Lạc Truyện và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là hai dự án nổi bật nhất. Hai bộ phim này không chỉ là những dự án cấp S cộng, mà Cung Tuấn còn có cơ hội hợp tác với Đình Lưu, gồm Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch. Có vẻ như việc Cung Tuấn có đến 4 bộ phim flop trong năm ngoái đã khiến cho anh ấy rơi vào hoàn cảnh bị chê, không gánh nổi phim. Nghe nói tư bản hậu thuẫn cho Cung Tuấn đã quyết định để anh ấy hợp tác đóng phim cùng các sao nữ nổi tiếng, thuộc tuyến đầu như Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba. Vừa mang danh Đình Lưu, lại có thể gánh phim, nên hai nàng mỹ nhân gia hành này chắc chắn có thể kéo Cung Tuấn lên. Vì thế, kiểu hợp tác thế này sẽ giúp ích cho chàng tiểu sinh 9X rất nhiều đấy. Tuy nhiên, dù Cung Tuấn có thể nên duyên màn ảnh với hai nữ Đình Lưu, nhưng chưa chắc An Lạc Truyện và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã có thể thành công. Nói đến An Lạc Truyện, ngay từ đầu, bộ phim này đã được gọi là Trường Ca Hành 2.0, chỉ vì nội dung đều xoay quanh hành trình tìm kiếm sự thật, giải oan cho gia đình của nữ chính. Cả hai bộ phim đều do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính, nên nhiều khán giả hơi lấn cấn, vì nội dung đều có sự tương đồng và khó tạo được điểm khác biệt. An Lạc Truyện là bộ phim đại nữ chủ, nên Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ chiếm trọn spotlight trong phim. Nếu vai diễn của Cung Tuấn mà bao chọn combo diễn kém cộng với không có sức hút, thì anh ấy sẽ rơi vào cảnh mờ nhạt ngay. Xét trên nhiều khía cạnh, An Lạc Truyện sẽ rất khó mà đại bạo được, nhưng với khả năng gánh phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, thì phim vẫn sẽ duy trì ở mức có nhiệt độ. Mà tình trạng của Cung Tuấn có khi lại giống Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký, khá mờ nhạt và chỉ cần đừng gây tranh cãi là tốt. Về phần Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, kịch bản của bộ phim này được đánh giá là không quá xuất sắc. Giữa một rừng mỹ nhân như Dương Mịch, Quách Hiểu Đình hay Trúc Tự Đan, sự xuất hiện của Cung Tuấn đúng là thu hút được rất nhiều sự chú ý. Nhưng ngoài việc Cung Tuấn trông rất đẹp trai và có tạo hình bắt mắt, thì còn phải đợi xem anh ấy diễn xuất thế nào đã. Chỉ là qua đoạn video đóng máy do đoàn phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương tung ra, thì netizen cảm thấy Cung Tuấn và Dương Mịch có hơi lệch pha và chẳng thấy phản ứng hóa học đâu. Điều quan trọng hơn là nếu Cung Tuấn muốn dựa vào Dương Mịch để có được thành tích phim ổn áp thì hơi khó. Trong số những dự án gần đây của Dương Mịch thì Hộc Châu Phu Nhân và Định Luật 80/20 của Tình Yêu đều bị chê bai không thương tiếc. Khả năng gánh phim của vợ cũ Lưu Khải Uy cũng bị đặt dấu hỏi, diễn xuất và phản ứng hóa học chẳng có, để rồi bộ nào cũng flop. Không cẩn thận, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương cũng đi theo vết xe đổ của Hộc Châu Phu Nhân năm ngoái, đã flop rồi thì chớ. Mà Ánh Hào Quang cũng bị diễn viên phụ chiếm mất. Việc Cung Tuấn hợp tác với cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch nghe thì oai lắm, nhưng chưa chắc đã giúp gì nhiều cho Cung Tuấn. Giờ anh ấy chỉ có thể trông chờ vào vận may, nếu không có số đại bạo thì đành phải chấp nhận vậy. Triệu Lệ Dĩnh công bố tin vui ở tuổi 35 với bạn trai mới, netizen lập tức tràn vào chúc mừng. So với các tiểu hoa lứa 85 của CBiz, Triệu Lệ Dĩnh được xem là gương mặt ăn nên làm ra vào năm 2022. Sau thành công của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, cô lập tức gây bão với phim Gió Thổi Bán Hạ. Sau thời gian công chiếu, Triệu Lệ Dĩnh và tình mới là Lý Quang Khiết vừa nhận tin vui khi phim mới phá mốc nhiệt độ 10.000, trở thành phim chiếu đài đạt thành tích nhanh nhất EQG trong năm nay. Gió Thổi Bán Hạ là dự án được kỳ vọng sẽ đánh dấu sự chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh, củng cố địa vị của mỹ nhân họ Triệu ở mảng phim ảnh showbiz. Phim nhận được cơn mưa lời khen sau khi lên sóng, nhờ nội dung chân thật, được đầu tư tỉ mỉ, cùng diễn xuất chắc tay của Triệu Lệ Dĩnh, Lý Quang Khiết, cùng dàn cast phụ. Bên cạnh đó, việc phim được cho là không dùng bộ lọc, khiến làn da nữ chính được thể hiện một cách chân thật nhất, đã giúp Triệu Lệ Dĩnh ghi điểm trong mắt khán giả. Sau thời gian lên sóng, phim đạt nhiều thành tích nổi bật, lần lượt phá các mốc nhiệt độ, chỉ số nhân vật cũng thường xuyên đạt top 1. Đặc biệt, Gió Thổi Bán Hạ vừa cắn mốc nhiệt độ 10.000 và trở thành phim chiếu đài phá thành tích này nhanh nhất trong năm qua của nền tảng. Đây được xem là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của Triệu Lệ Dĩnh và ekip. Trên các diễn đàn bàn luận phim, ngoài việc dành lời chúc mừng cho đứa con tinh thần mới của Triệu Lệ Dĩnh, khán giả còn bật chế độ hóng dự án mới của cô, đóng cùng Lâm Canh Tân, Dữ Phượng Hành. Lần đầu chung khung hình với Vương An Vũ, phản ứng hóa học của Triệu Lộ Tư có đỉnh như khi yêu Ngô Lỗi. Vừa đóng máy vụng trộm không thể giấu chưa lâu, Triệu Lộ Tư đã ngay lập tức gia nhập đoàn làm phim Thần Ẩn. Trong dự án này, nàng Tiểu Hoa 95 hợp tác cùng Mỹ Nam Vương An Vũ.
đều là những ngôi sao có ngoại hình đẹp, vậy nên công chúng đều đang vô cùng mong đợi màn hợp tác lần này của cặp đôi. Mới đây, một số hình ảnh chung khung hình của nữ chính A Âm do Triệu Lộ Tư thủ vai và nam chính Nguyên Khải do Vương An Vũ đóng trong Thần Ẩn đã được hé lộ. Trong ảnh, cả hai ngôi sao 9X đều diện trang phục sáng màu làm tôn lên ngoại hình đẹp. Có ý kiến cho rằng, tạo hình bạch y lần này của Vương An Vũ trông đẹp hơn hẳn bộ trang phục màu xanh trước đó. Tạo hình thứ hai của Triệu Lộ Tư cũng được khen ngợi vì linh động, đáng yêu. Ngoài ra, khi xuất hiện cạnh nhau, Vương An Vũ và Triệu Lộ Tư được khen ngợi là rất đẹp đôi. Cảm giác couple mà cả hai đem lại cũng rất mạnh, khiến nhiều người càng thêm mong đợi ngày Thần Ẩn lên sóng. Ngay lập tức, có người đã đem couple Thần Ẩn và Tinh Hán Sán Lạn lên bàn cân để so sánh. Ở thời điểm hiện tại, đa số đều cho rằng Vương An Vũ vẫn đang kém Ngô Lỗi trong khoản tạo phản ứng hóa học với Triệu Lộ Tư. Tạo hình của Vương An Vũ và Triệu Lộ Tư nhìn đẹp quá, thật mong Thần Ẩn sớm lên sóng. Tạo hình bạch y của Thiên Khải đẹp hơn đồ màu xanh, Triệu Lộ Tư trông đáng yêu quá, rất có cảm giác couple. So với couple Tinh Hán Sán Lạn thì vẫn chưa bằng được, chờ phim lên sóng xem sao đã. Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vẫn đẹp đôi hơn, Vương An Vũ thì phải chờ hiệu ứng phim lên sóng. Mới đây, bộ phim Thần Ẩn đã chính thức tổ chức lễ khai máy. Theo như thông báo được đưa ra, Triệu Lộ Tư sẽ giữ phiên 1, Vương An Vũ phiên 2. Như vậy, người đẹp họ Triệu đã trở thành tiểu hoa 95 đầu tiên đóng phim nữ chủ của Tencent. Vương Nhất Bắc khiến fan xót xa với hình ảnh người co ro, mặt tái nhợt, dân tình liền réo Tiêu Chiến. Nhất cử nhất động của Vương Nhất Bắc đều nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Mới đây, cư dân mạng bất ngờ lan truyền hình ảnh nam diễn viên ngồi co ro, mặt tái nhợt vì quá lạnh. Loạt ảnh sau khi được đăng tải nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, thậm chí có người còn không quên réo tên Tiêu Chiến vào một số bình luận của dân mạng. Nhìn bò lúc nào cũng cảm giác bé xíu luôn, nhìn Vương Nhất Bắc lúc nào cũng thấy nhỏ xíu, không lớn xíu nào vậy trời, mặt càng ngày càng nhỏ, nhìn như 17-18 tuổi. Tiêu Chiến mà thấy được chắc xót lắm, nhìn cưng quá vậy trời ơi. Sự độc nhất của Vương Nhất Bác trong giới nghệ sĩ showbiz hiện tại được cho là hiếm có khó tìm. Vị trí hiện tại của nam thần Trần Tình Lệnh cũng vì thế mà được đánh giá cao, cũng rất khó để có một ngôi sao nào trong tương lai được tạo nên thành công bằng công thức như Vương Nhất Bác đã từng. Quả thật Vương Nhất Bác không chỉ nổi tiếng bởi vẻ ngoài điển trai mà còn là tài năng xuất chúng. Vương Nhất Bác debut từ năm 17 tuổi, tính đến nay cũng đã được 7 năm. Nhưng nam diễn viên lại mới chỉ thực sự trở nên nổi tiếng sau vai diễn Lam Vong Cơ trong tác phẩm Đam Mỹ Trần Tình Lệnh. Nhờ sự thành công vang dội của tác phẩm này mà nam thần cũng nhanh chóng xây dựng được vị thế như hiện tại. Được biết ở thời điểm hiện tại, Vương Nhất Bắc đang có đến 3 dự án điện ảnh sắp được công chiếu, gồm Vô Danh, Nhiệt Liệt và Vua Bầu Trời. Người hâm mộ đang rất hy vọng Vương Nhất Bắc sẽ có màn công phá mạnh mẽ trong năm 2023 tới. Dỗ Tin Thành nghị hẹn hò với Cúc Tịnh Y, Phan Dương Tử khóc hết nước mắt, chê đàng gái. Mới đây, một blogger bất ngờ đăng tải thông tin cho biết Cúc Tịnh Y đang tiếp xúc vai nữ chính trong phim Anh Hùng Chí, hợp tác cùng Thành Nghị. Được biết, ngoài Cúc Tịnh Y, đang có rất nhiều diễn viên nữ khác cũng đang tranh giành dự án này. Nếu tin đồn này là thật, đây sẽ là lần hiếm hoi khán giả chứng kiến màn kết hợp vô cùng đẹp đôi của Mỹ Nam Mỹ Nữ cổ trang, Thành Nghị, Cúc Tịnh Y. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng Cúc Tịnh Y không hợp với Thành Nghị bởi diễn xuất của cô nàng không có quá nhiều ấn tượng. Một số bình luận của dân mạng: không thích Cúc Tịnh Y, phim nào cũng giống phim nào, diễn đơ, trang điểm lại loè loẹt. Tôi không dám chê Cúc Tịnh Y, sợ bị ném đá, tính ra phim nào cũng đơ đơ. Ước gì anh Nghị với chị Dương Tử lại đóng chung nữa thì phim hay rồi. Có Cúc Tịnh Y là tôi thấy giàu cho bộ phim, thấy tội cho Thành Nghị. Được biết, mức đầu tư của phim Anh Hùng Chí sẽ đạt cấp S và là dự án lớn đầu tiên của nữ diễn viên. Trước đó không lâu, có thông tin mỹ nhân sinh năm 1994 có ý định đầu tư đóng điện ảnh với vai diễn trong Phấn Mặc Giang Hồ và một số tựa phim khác. Bàn về ý định này, netizen cho rằng Cúc Tịnh Y đang muốn lấn sân sang điện ảnh để khẳng định thực lực của bản thân sau thời gian dài đóng truyền hình. Theo đánh giá của netizen, Cúc Tịnh Y dù thường xuyên gây tranh cãi về diễn xuất, nhưng nếu nữ diễn viên dành thời gian để trau dồi và mạnh dạn truyền hình, thành công sớm muộn cũng đến với cô. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất.